Trước hết thì tôi đánh giá rất là cao đối với cơ quan soạn thảo, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, cơ quan thẩm tra lần này đã hoàn chỉnh dự thảo luật về các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng rất là hoàn thiện. Tuy nhiên thì về góp ý thì tôi xin có 3 ý kiến góp ý như sau. Thứ nhất là tôi cho rằng là dự thảo chưa có các quy định về một số các cái chủ thể có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nhưng không phải là tổ chức tín dụng. Hiện nay thì có một số nhóm chủ thể không phải là tổ chức tín dụng nhưng có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nhưng chưa được đề cập trong dự thảo luật. Qua tìm hiểu, tôi được biết tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép cho 50 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhưng không phải là ngân hàng. Các chủ thể này có thể chia làm hai nhóm. Một là nhóm dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, hai là nhóm dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán. Các chủ thể này có vị trí, vai trò và mục tiêu rất khác nhau, và trong thời gian qua thì hoạt động cung ứng của các chủ thể này rất phát triển tại Việt Nam, chẳng hạn như là VNPay hoặc là Napas, v.v. Tôi cho rằng luật các tổ chức tín dụng phải khẳng định vị trí của các chủ thể này trong văn bản luật cụ thể. Bởi lẽ chỉ có khi có vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của mỗi chủ thể thì mới xác định được chủ thể bị tác động bởi các rủi ro pháp lý, phân định yếu tố lỗi và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Thứ hai, đối với các quy định về giới hạn cấp tín dụng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng sở hữu chéo, đảm bảo an toàn trong hệ thống ngân hàng của tổ chức tín dụng. Theo quy định tại khoản 1 điều 136 dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi thì tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng, tổ chức tài chính vi mô có xu hướng giảm dần tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng từng giai đoạn để hạn chế thấp nhất những biến động đối với kinh tế xã hội. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng đối với các khách hàng tại các ngân hàng thương mại do ban soạn thảo đề xuất. Tuy nhiên, khi giảm tỷ lệ này, cần phải dự liệu và giải quyết cho được các khó khăn có thể gặp phải, chẳng hạn như môi trường tín dụng của Việt Nam sẽ kém hấp dẫn hơn so với các quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như Indonesia hiện nay thì là tỷ lệ 20%. Và bên cạnh đó và một số quốc gia khác, dự thảo hiện nay thì còn mở rộng phạm vi cho người có liên quan, điều này đồng nghĩa với việc nhóm người có liên quan sẽ nhiều hơn. Quy định này mặc dù sẽ hạn chế được các rủi ro khi cấp tín dụng cho các nhóm đối tượng mang tính hệ sinh thái, nhưng đây cũng sẽ là quy định làm khó cho các tổ chức tín dụng khi thực hiện các cái hoạt động tín dụng. Hay là việc quy định việc giảm tỷ lệ cấp tín dụng theo lộ trình này là quy định rất tiến bộ. Ban soạn thảo có thể cân nhắc thêm phương án phân loại các tổ chức tín dụng theo tổng số vốn tự có, với mỗi nhóm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng sẽ khác nhau. Bởi lẽ, quy mô vốn của các tổ chức tín dụng hiện nay liên tục gia tăng và có sự phân hóa giữa các ngân hàng thương mại. Do đó, không nên cào bằng áp dụng tỷ lệ chung cho tất cả các ngân hàng thương mại. Tỷ lệ 10% hay 15% trên quy mô vốn, chẳng hạn như hiện nay là gần 80.000 tỷ đồng đối với VPBank hay là Vietcombank, thì con số này là rất lớn, dẫn đến rủi ro về thanh toán cho các khoản tín dụng đó và giảm cơ hội tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Thứ ba, quy định về vấn đề xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Một là tôi hoàn toàn thống nhất với chủ trương luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu được quy định tại nghị quyết số 42 và tháo gỡ được một số cái vướng mắc khi áp dụng nghị quyết số 42. Bởi lẽ khi các quy định này được ban hành thì việc xử lý nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng đã có nhiều tiến bộ, tiến triển tích cực, đảm bảo được phần nào quyền lợi của các bên, thúc đẩy sự chủ động thanh toán của khách hàng. Bên cạnh đó, các quy định về xử lý nợ xấu đã giảm thiểu được tình trạng cố tình chây ì, không hợp tác của khách hàng. Bên cạnh đó, tôi cho rằng nợ xấu của các ngân hàng không phải là vấn đề thời điểm, mà là thường trực và gần như gắn liền với quá trình hoạt động của ngân hàng. Việc luật hóa các quy định về nợ xấu, về quyền thu giữ tài sản, về quyền ưu tiên thanh toán, v.v. sẽ là nền tảng quan trọng để xử lý hiệu quả các khoản nợ xấu, tạo nên một thị trường mua bán nợ đúng nghĩa. Hay là dự thảo đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong từng điều khoản của luật, sẽ tạo ra hành lang vững chắc cho chính các nhân sự tại cơ quan này khi hỗ trợ các tổ chức tín dụng thu hồi nợ. Tuy nhiên, tôi cũng kiến nghị ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu thêm về hoàn thiện luật hoặc là các văn bản dưới luật về các vấn đề mà hiện nay dư luận rất quan tâm, chẳng hạn như quy định về pháp luật về tố tụng phải được chỉnh sửa theo hướng rút gọn hơn thời gian xử lý, tinh gọn các thủ tục hành chính, về điều kiện khoản nợ đủ điều kiện thu giữ, đề xuất bỏ nội dung giới hạn là món nợ đang không bị tranh chấp được tòa án thụ lý, bởi vì có thể khách hàng sẽ lợi dụng quy định này tạo ra các tranh chấp giả, dẫn đến trì hoãn và ngăn cản quá trình thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý. Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Lương Văn Hùng phát biểu, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đắk Nông chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi cơ bản thống nhất cao với dự thảo luật và báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để hoàn thiện dự thảo luật, tôi có thêm một số ý kiến đóng góp như sau. Thứ nhất, về sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Tại điều 5 dự thảo luật quy định, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, vân vân. Mặc dù luật quy định, nhưng trong thực tế thời gian qua, việc đặt tên doanh nghiệp có các thuật ngữ tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân vẫn còn diễn ra tràn lan, gây hiểu nhầm với các tổ chức tín dụng hoặc quảng cáo có nội dung hoạt động liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Do đó, để hạn chế thấp nhất tình trạng trên, tránh tình trạng các cá nhân, tổ chức lợi dụng để lách luật như hiện nay, đề nghị tại điều 5 dự thảo luật cần bổ sung quy định thống đốc ngân hàng nhà nước quy định cụ thể các cụm từ, thuật ngữ liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Vấn đề thứ hai, về bảo mật thông tin. Tại khoản 1 điều 13 dự thảo luật quy định người quản lý, người điều hành, nhân viên các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước ngoài không được tiết lộ thông tin khách hàng, bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mặc dù luật sở hữu trí tuệ có khái niệm về bí mật kinh doanh, nhưng chỉ là khái niệm chung cho tất cả các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế nhiều nhân viên, người quản lý, người điều hành chưa hiểu đầy đủ về bí mật kinh doanh đối với hoạt động của ngân hàng. Vì vậy, hạn chế thấp nhất rủi ro cho những người nêu trên, tôi đề nghị bổ sung trong quy định của khoản 1 điều 13 dự thảo luật, thống đốc ngân hàng nhà nước quy định cụ thể bí mật kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Thứ ba, về thành lập và hoạt động của ngân hàng chính sách. Tại khoản 1 điều 16 dự thảo luật quy định, ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của nhà nước. Để ngân hàng chính sách duy trì và phát triển hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, đề nghị dự thảo luật cần quy định thêm hoạt động của ngân hàng chính sách không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải đảm bảo an toàn vốn. Vấn đề thứ tư, về tỷ lệ sở hữu cổ phần. Tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 63 dự thảo luật điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các tổ chức tín dụng theo hướng giảm dần so với quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể là tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó lần lượt không vượt quá 5%, 15%, 20%, giảm xuống còn 5%, 10% và 15%. Mục đích của việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần là nhằm hướng tới việc hạn chế tình trạng sở hữu chéo, sử dụng tỷ lệ sở hữu cổ phần để thâu túng chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ đó, số cổ đông, nhóm cổ đông lớn cũng chính là thể chế hóa chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc điều chỉnh như đây sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến các cổ đông hiện hữu và kể cả các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng, nhất là khi các cổ đông này đã và dự kiến sở hữu cổ phần một cách minh bạch và không có bất kỳ ý định nào sở hữu cổ phần để thâu túng hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, dự thảo sử dụng phương pháp đóng để quy định mà hoàn toàn không cho phép bất cứ một trường hợp loại trừ nào. Vì vậy, theo tôi, liệu có nên bổ sung một hướng mở, theo đó tỷ lệ sở hữu cổ phần có thể được điều chỉnh nếu được chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, về vấn đề điều chỉnh tỷ lệ sở hữu này không có nhiều ý nghĩa để hạn chế sở hữu chéo, bởi vì có hay không có tồn tại sở hữu chéo sẽ thông qua việc xác định người có liên quan của cổ đông. Một khi cổ đông được xác định là người có liên quan của cổ đông khác thì mặc nhiên các cổ đông này sẽ phải nằm trong giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định. Hiện nay, tình trạng sở hữu chéo xảy ra dựa trên việc các tổ chức cá nhân cố gắng xử lý theo hướng không thuộc người có liên quan của cổ đông khác để từ đó không bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu của cổ đông và người có liên quan, nhưng thực tế thì giữa các cổ đông này có liên quan liên kết với nhau để từ đó chi phối, thâu túng hoạt động của tổ chức tín dụng. Do đó, việc điều chỉnh quy định về người có liên quan hoặc cần có cơ chế để nâng cao tính minh bạch trong quản trị tổ chức tín dụng, bao gồm phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Vấn đề thứ năm, về giới hạn cấp tín dụng. Tại khoản 1 điều 136 dự thảo luật đã điều chỉnh giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng. Theo đó, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó lần lượt không được vượt quá 15% và 25%, giảm xuống theo lộ trình đến ngày 1 tháng 1 năm 2029 là còn 10% và 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. Mục đích của việc điều chỉnh tỷ lệ này là nhằm hạn chế việc tập trung nguồn vốn cấp tín dụng cho một hoặc một nhóm khách hàng duy nhất, từ đó sẽ phân tán được rủi ro. Ngoài ra, điều này còn giúp cho nhiều chủ thể của nền kinh tế có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, làm đa dạng hóa việc sử dụng nguồn vốn, chứ không chỉ là một số đối tượng khách hàng nhất định mới có thể tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Việc giảm tỷ lệ này đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách cấp tín dụng cho một khách hàng, mà theo đó chỉ những nhu cầu vốn thiết yếu, khả thi, tài sản đảm bảo tốt thì mới được các tổ chức tín dụng ưu tiên lựa chọn. Trường hợp khách hàng có nhu cầu về nguồn vốn lớn thì quy mô cấp tín dụng hợp vốn là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng trong bối cảnh giới hạn cấp tín dụng đang được điều chỉnh theo hướng giảm như dự thảo hiện nay. Tuy nhiên, để đáp ứng các điều kiện cho một khoản cấp tín dụng hợp lý là điều hoàn toàn không dễ dàng. Bởi lẽ chính sách cấp tín dụng, khẩu vị rủi ro giữa các tổ chức tín dụng là khác nhau, và để được cấp tín dụng thì khách hàng chắc chắn phải trải qua nhiều trình tự, thủ tục cũng như phải đáp ứng rất nhiều điều kiện vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, việc giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng đồng thời sẽ kéo theo một lượng vốn sẽ bị cắt giảm trên thị trường, không đủ vốn để duy trì hoạt động kinh doanh. Do đó, cần xem xét, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện là điều cần thiết, đảm bảo quy định của pháp luật được ban hành vừa đáp ứng được mục đích quản lý của nhà nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Tôi xin thấy ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.